Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 29 tháng 8, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ và mở khóa mật mã của 8 dự án. Đầu tiên sẽ là dự án Hamster Combat và đây là mã code của ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác và chúng ta nhập cái mã code này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mật mã hàng ngày. Rồi chúng ta sẽ nhập cụm từ đầu tiên. Chữ F sẽ có 2 chấm tròn, 1 gạch ngang, 1 chấm tròn. Với các dấu chấm tròn các bạn sẽ nhấp nhẹ ngón tay trên màn hình và buông ra luôn. Còn với dấu gạch ngang thì sẽ giữ nì ngón tay trên màn hình khoảng 1 giây rồi buông ra. 1, 2 này, gạch ngang này, chấm tròn này. Chúng ta sẽ đến với chữ Y có 2 chấm tròn. Rồi chữ G sẽ có 2 gạch ngang, 1 chấm tròn. Chữ H sẽ có 4 chấm tròn. Chữ T có 1 gạch ngang. Chữ Y có 1 gạch ngang, 1 chấm tròn, 2 gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công và nhận được giải thưởng 1 triệu xu. Rồi chúng ta sẽ đến với danh sách nhiệm vụ. Ở đây có một cái video này, các bạn xem xong 1 tiếng sau quay trở lại đây nhấp vào mục check để nhận 100.000 xu. Rồi chúng ta sẽ vào danh sách nhiệm vụ để điểm danh hàng ngày nhận thêm phần thưởng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái mục là mini game, trò chơi nhỏ này nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ chơi này. Như vậy là mình đã mở khóa thành công của cái trò chơi nhỏ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án MemeFi. Mật mã của MemeFi ngày hôm nay sẽ là 4 lần gõ vào số 2 nhé. Con này vị trí số 2 nó ở cái khoảng cổ hoặc là cằm này các bạn nhé. 1, 2, 3, 4. Đây là level 10 của mình thì nó sẽ ở đấy. Còn đối với các bạn level khác nhau ấy, thì nó sẽ ở vị trí khác nhau nhé. Như vậy là mình đã nhận được 1 triệu xu. Các bạn lưu ý là con này thì nó có rất là nhiều video để cho chúng ta xem. Và mỗi một video thì nó sẽ có mã code ấy. Đấy, các bạn sẽ tìm cái mã code. Một là các bạn tìm ở bên dưới phần bình luận của video nhé. Sẽ có những người người ta xem xong người ta bình luận cái mã code ở đấy. Hai là các bạn chờ thì khi nào mình ra cái video hướng dẫn thì mình sẽ có đi kèm mã code luôn. Nhưng mà con này thì tìm nó hơi lâu nên là hiện tại mình vẫn chưa tìm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang dự án tiếp theo, đó là dự án Pixelverse. Đầu tiên chúng ta sẽ nhận phần thưởng đào coin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào một phần thưởng bên dưới này và nhấp vào claim để nhận thêm phần thưởng điểm danh. Rồi chúng ta sẽ đến với mục Dini Combo, nhấp vào chữ chơi. Các bạn sẽ mở thẻ lần lượt từ bên trái qua bên phải. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Đây là chiếc thẻ thứ hai. Chiếc thẻ số 3 là thẻ này nhé. Và đây là thẻ số 4. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào kiểm tra. Nó báo hoàn thành 100% là mình đã mở đúng thẻ, đúng thứ tự. Mình sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Dini Combo. Rồi chúng ta sẽ mở thẻ ở trang số 1 trước. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với trang số 2. Đây là chiếc thẻ thứ 2 của ngày hôm nay. Thẻ số 3 hình như... À đây, thẻ số 3 nó cũng nằm luôn ở trang này luôn này. Cái gì vậy? Con này tận 1 tỷ xu à? Sao cái thẻ số 3 này mình lên level 28 mà tốn tận 1 tỷ xu? Nếu các bạn nào ở level thấp thì các bạn vẫn mở được bình thường nhé. Còn của mình thì mở nó lên level quá cao nên là mình phải tốn 1 tỷ xu, mình không đủ xu để mở. Đấy, ngày hôm nay thì các bạn mở thẻ này trang số 1, thẻ này trang số 2 và một cái thẻ ở bên dưới này. Thẻ NFT này là trang số 2 luôn. Các bạn mở đủ 3 thẻ thì sẽ nhận được phần thưởng là 5 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Vertus.
Đầu tiên thì mình sẽ nhận phần thưởng đào coin này và điểm danh. Ở đây nó có thêm một cái nhiệm vụ check này, chúng ta sẽ check nhé. Những cái nhiệm vụ này là chúng ta sẽ join vào các dự án khác để nhận thêm phần thưởng này. Rồi ở đây có cách.io, thử nhấp vào cách.io xem có được thưởng không. Khi mà vào đây rồi thì chúng ta cũng phải thao tác một chút nhé, nâng cấp các thứ để cho nó đủ cái nhiệm vụ. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại để nhận phần thưởng. Ở đây toàn những cái thẻ mình đã nâng lên cao rồi nên là không đủ xu để mở này. Cái này cũng không đủ xu luôn. À đây rồi. Rồi sau khi mình thao tác xong ở bên này rồi, mình sẽ quay trở lại cái mục Voters này để xem có nhận được phần thưởng không. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại cái mục để làm nhiệm vụ nhé. Các bạn sẽ nhấp vào đây để nó vào cái giao diện chúng ta mở cái thẻ của ngày hôm nay. Đây các bạn sẽ nhấp vào mũi tên quay trở lại này. Nó sẽ hiển thị ra cái giao diện để chúng ta nhập cái thẻ. Và chiếc thẻ đầu tiên sẽ là thẻ này. Và đây là thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai này là có hai cái luôn nhé. Và đến thẻ thứ ba là chiếc thẻ này. Như vậy mình đã mở khóa thành công, nhận được 16,3 cái đồng Voters này. Rồi chúng ta sẽ sang tiếp cái dự án Holdcoin nhé. Khi các bạn nâu nâu mới vào ấy, thì nó sẽ cho chúng ta là nhận luôn cái đồng coin này và nhận luôn cả cái đồng kim cương nhé. Đấy, mình được 2-3 đồng kim cương này. Mỗi một lần các bạn vào tài khoản là sẽ được đào, khi mà cái vạch năng lượng kia nó có xanh là chúng ta đào được nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục Dini này, có cái quyển lịch này để chúng ta check Gram nhận thêm phần thưởng nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái mục Earn này. Rồi chúng ta sẽ vào mục Holdbox. Vào mục này nhé. Chúng ta sẽ sắp xếp cụm từ. Trước khi sắp xếp cụm từ thì mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả đáp án của nó trước. Và đây là cái đáp án của ngày hôm nay. Trên máy của các bạn thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn, những cái ký tự này nó sẽ không giống nhau. Và việc của chúng ta là sẽ sắp xếp lần lượt từ số 1 cho đến số 12 nó đúng như bảng mẫu này. Thì chúng ta sẽ nhận được là 1.000 cái đồng kim cương. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong tài khoản để thao tác nhé. Với ô số 1 của mình thì sẽ phải chuyển từ số 6 lên. À không, không phải số 6, số 9 này. Ô số 2. Số 2 thì để nguyên. Số 3 thì chuyển từ số 9 lên. Số 4 chuyển từ số 11 lên. Số 5 chuyển từ số 9 lên. Số 6 để nguyên. Số 7 để nguyên. Số 10 chuyển lên số 8. Số 12 chuyển lên số 9. Số 11 chuyển lên số 10. Số 11, 12 để nguyên, rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check để nhận phần thưởng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại giao diện chính để làm thêm một cái nhiệm vụ nữa. Đây các bạn sẽ vào cái mục Diamond này. Ở đây thì nó sẽ có từng mốc này. Chúng ta sẽ nhấp vào cái mục Watt này. Mỗi một lần các bạn làm thì nó sẽ được là 10 đồng, 20 đồng nhé. Sau một lần đầu tiên làm thì nó có đồng hồ đếm ngược khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào bắt đầu này. Ở đây thì nó sẽ làm đối tác với các dự án khác, nó cho chúng ta làm nhiệm vụ của cái dự án khác xong quay trở lại thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Con này cũng là cái loại tap to earn này, nhưng mà nhiều kèo quá nên là mình cũng không thể tham gia hết được những cái kèo mới lạ này. Rồi chúng ta quay trở lại Holdcoin này. Như vậy là mình đã nhận được là 10 đồng rồi nhé. Thế còn các bạn muốn nhận thêm nữa thì nó có đồng hồ đếm ngược này, một tiếng, nửa tiếng sau các bạn sẽ làm được thêm một lần nữa. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái hình người ở đây.
Các bạn sẽ nhấp vào cái mục Free The Cam này. Và từ khóa của ngày hôm nay nó khá là ngắn nhé, là từ khóa có cái chữ Mico. Mi này. Cô. Rồi mình sẽ nhấp vào Confirm. Nhấp vào hoàn tất. Con này mình không biết nó bị lỗi kiểu gì, lúc mình nhập thì nó không hiển thị chữ, nhưng mình mà nhấp vào chữ hoàn tất ý, nó lại hiển thị lên đây này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục Confirm nhé. Đó, như vậy là cái số token mình nhận được trong ngày hôm nay nó sẽ hiển thị tất cả lên trên đây. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể kiếm thêm được này, các bạn sẽ nhấp vào đây. Đấy, như vậy là mình được thêm 336, nó cộng luôn lên trên này cho mình nhìn thấy luôn nhé. Rồi mình nhấp vào dấu cộng tiếp này. À, cái này không, mình cứ nhấp vào cái mục Zcam này. Rồi mình nhấp thêm phát nữa. Cái này thì nó lại phải chờ nhé. Chúng ta phải chờ cho nó hết 15 phút thì chúng ta sẽ được mở tiếp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus. Các bạn sẽ vào mục mật mã ngày. Và đây nó sẽ hiển thị ra ba cụm từ, chúng ta sẽ nhập cụm đầu tiên là 3129. Chờ nó tích xanh xong chúng ta nhập cụm 2 là 8745. Và cụm thứ 3 sẽ là 627. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được là 2000 cái đồng ONX này. Giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Jockey Rabbit. Đây là cái bảng cụm từ của dự án Jockey Rabbit. Khi mà các bạn sắp xếp lần lượt ở trên máy của các bạn từ số 1 đến số 12, nó giống như bảng mẫu này, thì chúng ta sẽ nhận được là 2.500.000 xu. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục ơn này và nhấp vào điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái mục thứ hai này. Rồi chúng ta nhấp vào Do It Now. Số 1 của mình sẽ để nguyên này. Số 2 thì sẽ chuyển từ số mấy đây? Từ số 12 à? Từ số 12 lên số 2. Số 8 thì lên số 3. Số 7 lên số 4. Số 10 lên số 5. Số 11 lên số 6. Số 8 sang số 7. Số 12 lên số 8. Số 11 lên số 9. Số 11 lên số 10. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào đây để kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng. Sáng nay nó chưa có cái mã trứng phục sinh cho nên là chúng ta sẽ để đến chiều nhé. Chiều nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ 7 đến 8 dự án. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.